cháy cửa hàng Con Cưng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 6 tháng 8, lực lượng chức năng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ cháy cửa hàng Con Cưng. Khoảng 19 giờ 30 tối 6 tháng 8, đám cháy bùng lên từ cửa hàng Con Cưng kinh doanh dành cho mẹ bầu và bé trên đường Trần Phú Cương, phường 5. Nhân viên cùng khách hàng sau đó vội chạy ra ngoài. Người dân cùng nhân viên cửa hàng sau đó dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Song, do có nhiều vật dụng dễ cháy nên những nỗ lực ban đầu bất thành. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát chia thành nhiều hướng dùng vòi rồng dập lửa, đồng thời phun nước làm mát để ngăn cháy lan. Đám cháy được dập tắt sau khoảng 20 phút. Hiện, nguyên nhân đang được điều tra.